Mẹ em đã đi làm giúp việc từ lúc mà em còn nhỏ xíu, mình đâu biết bố mình là ai đâu. Thì bé khi mà đi học, mọi người hỏi mẹ làm nghề gì, đâu dám nói mẹ làm giúp việc. Nhiều khi xấu hổ, bạn bè em có một lần được người ta gọi tới: em ơi, em có cái con của cô Vân không? Cô bị ngộ độc, cô ấy ngất xỉu. Em và em đưa cô đi bệnh viện. Em không có đủ tiền em trả viện phí cho mẹ em hôm đấy. Mày nhìn mẹ của mày đi, tao làm ô xin. Mày nhìn cái nhà của mày đi, nó sắp sập đến nơi rồi. Em đọc những cái đấy xong em giống như một cái cú tát vào thêm đấy. Sao mọi người quay được hay ấy à?